vai Trinh trong phim Gạo Nếp Gạo Tẻ thì là một vai diễn khác hẳn so với tất cả những vai diễn trước đây của Kuka. Tại cái cô này mê trai, vừa đẹp trai mà vừa có tiền thì cô này mới mê. Trong bộ phim hiện tại thì Kuka đang rất là mê anh Nhân. Tại vì anh Nhân này vừa đẹp trai này lại vừa giàu có nữa mà mê lắm, có nghĩa là trước mặt anh Nhân thì cô Trinh trở thành một người hoàn toàn khác, giống như là thùy mị, thục nữ, yểu điệu, trở thành một người con gái rất là đảm đang và một con gái rất là hiểu biết, rồi như là một người phụ nữ gia đình vậy đó. Cuối tuần này sẽ đi Singapore công tác, chỉ cần anh trở về an toàn và khỏe mạnh như vậy là món quà quý giá nhất của em rồi. Nhưng mà sau lưng anh Nhân á thì Trinh vẫn là Trinh, Trinh vẫn xích xa xích sọn, chảnh chẹ. Không có người yêu thì cũng khổ, mà nhiều người theo đuổi quá thì còn khổ hơn nữa chị hai. Tại vì mình không biết chọn lựa ai hết, tại ai cũng mê mình hết trơn á. Nếu mà Kuka thấy một cô gái như vậy ngoài đời chắc có thể chạy lại tán của bà tai. Tại vì nhìn khó ưa quá, không có ưa được. Người rất là hai mặt. 10 giờ là em phải về nhà rồi, mẹ em khó lắm. Em không biết uống bia, đây là lần đầu tiên em uống. Đúng là ghê gớm mà. Khi mà khán giả xem phim thì khán giả sẽ thấy được điều đó, nhưng mà nhớ ghét Trinh thì ghét chứ đừng ghét Kuka nha. Tại vì cái giai diễn nó như vậy, đạo diễn bắt như vậy cho nên nó mới như vậy, chứ Kuka không có như vậy nha. Đón xem Gạo Nếp Gạo Tẻ, bộ phim của Gia Đình Việt năm 2018, lúc 21 giờ từ thứ Hai đến thứ Tư trên kênh Giải Trí TV.